Phương Nguyên và Việt Nam xin kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả cùng đến với chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ họp bàn triển khai các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, hàng triệu người nghỉ hưu được tăng lương mức cao nhất. Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm dột nát cho hội viên cả nước. Ngày 21 tháng 6, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành hữu quan về tình hình triển khai các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nghe báo cáo chi tiết về tiến độ dự án di dời bãi rác số 8 để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án thành phần đoạn Cần Thơ Hậu Giang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đồng thời rà soát thủ tục đầu tư 4 dự án khởi công mới trong năm 2024, gồm dự án xây dựng thư viện thành phố Cần Thơ, dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố, dự án trụ sở văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, dự án sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc tại số 1 đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Thành phố cũng rà soát các dự án đang lập thủ tục đầu tư, gồm dự án đầu tư nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ và dự án đầu tư nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 trung tâm y tế tuyến huyện, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 thành phố Cần Thơ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị quận Cái Răng phối hợp với Ban quản lý dự án Mỹ Thuận để thống nhất sớm di dời bãi rác phục vụ thi công cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đối với dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7, thành phố Cần Thơ cần tập trung hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thẩm định giá, chi trả bồi thường để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy tính toán nhu cầu tái định cư và triển khai khởi công xây dựng các khu tái định cư để phục vụ cho các dự án giao thông, dự án trọng điểm cấp bách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, các sở ban ngành cần tập trung quyết liệt, bởi đây đều là các công trình cấp bách đã được quan tâm bố trí vốn, do đó cần quan tâm phối hợp chặt chẽ để giải ngân đúng tiến độ. Bởi các dự án không chỉ góp phần giải quyết ách tắc giao thông, chỉnh trang đô thị, mà còn giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội. Chiều ngày 21 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hà có buổi tiếp đoàn công tác thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ bày tỏ sự vui mừng đón tiếp đoàn công tác đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, đồng thời thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Theo đó, Cần Thơ có vị trí chiến lược quan trọng là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long trên các lĩnh vực, là nơi tập trung đầu mối của nhiều tuyến giao thông quan trọng, cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Cảm ơn sự đón tiếp trọng tình của lãnh đạo thành phố Cần Thơ, đại diện đoàn công tác bà Lưu Mỹ Qua, Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, giới thiệu về tiềm năng của thành phố. Theo đó, Đông Dinh xếp thứ 47 trên 100 thành phố hàng đầu của Trung Quốc về khả năng cạnh tranh kinh tế toàn diện. Thành phố đã thiết lập 5 ngành công nghiệp thống trị là hóa dầu, cao su, thiết bị dầu khí, kim loại màu và vật liệu mới. Năm 2023, GDP của thành phố đạt gần 400.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 55 tỷ đô la Mỹ. Với những lợi thế trên, hy vọng hai thành phố tìm được những cơ hội hợp tác. Tại buổi làm việc, bà Lưu Mỹ Qua cũng gửi lời mời lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến thăm thành phố Đông Dinh trong thời gian gần nhất để hai bên có nhiều cơ hội hơn tìm hiểu cơ hội hợp tác. Chương trình liên tục với các thông tin thời sự khác. Thưa quý vị, sáng hôm qua, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ khởi công nhà cho người dân bị thiệt hại do dông lốc và mưa đá xảy ra trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Theo đó, ba căn nhà khởi công cho gia đình ông Trần Kim Tình ở ấp An Lợi, gia đình ông Quỳnh Văn Đàn, ấp An Thạnh và gia đình bà Trịnh Thị Kim Hai, ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng
do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Cần Thơ tài trợ, nhằm chia sẻ góp phần giúp người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 vừa qua, mưa dông kèm theo lốc xoáy đã làm sập tốc mái, hư hỏng 51 căn nhà của người dân xã Đông Hiệp, Thới Hưng và thành phố của huyện Cờ Đỏ. Đặc biệt, hiện tượng mưa đá lần đầu tiên được ghi nhận xuất hiện tại Cần Thơ. Thưa quý vị, công tác chuẩn bị các điều kiện cho lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại thành phố Cần Thơ đang được triển khai với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu tham dự, được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 tới đây tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Chuẩn bị cho lễ ra mắt các hoạt động trong chương trình đã được triển khai, trong đó có các nội dung huấn luyện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở diễu hành, biểu dương lực lượng trình diễn các tình huống liên quan đến an ninh trật tự và diễn tập xử lý 3 tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây cũng là điểm nhấn nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu tiên giới thiệu trước đại biểu và toàn thể nhân dân về hình ảnh của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời thể hiện ý chí quyết tâm của lực lượng tham gia và toàn thể nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Tổ huấn luyện đã tổ chức các cái nội dung như là một số cái động tác cơ bản trong là điều lệnh công an dân và trang bị cho các đồng chí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, một số cái động tác là võ thuật công an nhân dân, rồi các cái nghiệp vụ kỹ chiến thuật đánh bắt khống chế các cái đối tượng, thì thông qua đó nhằm nâng cao bản lĩnh cho từng đồng chí tham gia trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, hoàn thành là xuất sắc cái nhiệm vụ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên thành 2.789.000 đồng, tương ứng tăng 35,72% thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 7. Căn cứ của việc điều chỉnh này là Nghị quyết số 104 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, quy định từ ngày 1 tháng 7 tới đây, điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công gắn với lương cơ sở. Còn lương cơ sở hiện đang được dự kiến sẽ tăng từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng một tháng, tương ứng tăng 30%. Từ 1 tháng 7 tới, hàng triệu người sẽ được tăng 15% mức lương hưu theo đề xuất mới. Theo đó, đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức lương thấp hơn 3.200.000 đồng một tháng, thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng một tháng. Có mức hưởng từ 3.200.000 đồng một tháng đến dưới 3.500.000 đồng một tháng, thì điều chỉnh bằng 3.500.000 đồng một tháng. Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất mức điều chỉnh lương hưu từ ngày 1 tháng 7, 2024, khoảng 8%. Với mức đề xuất mới nhất của Chính phủ, lương hưu được tăng gần gấp đôi. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đến hết năm 2025. Nhân dịp này, Thường trực Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, dột nát cơ bản từ nay đến hết năm 2025, sẽ xóa nhà tạm cho trên 7.000 hộ gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân trên cả nước với tinh thần cựu chiến binh gương mẫu, chủ đề đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, nghĩa tình. Các công trình được xây dựng với chủ trương đảm bảo an toàn, chất lượng, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc các vùng miền và đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững cho hội viên. Các nguồn lực sẽ được sử dụng hiệu quả với nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, đúng quy định, phù hợp điều kiện thực tiễn, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Hơn 1.000 cán bộ công chức viên chức trẻ và tình nguyện viên tham gia chiến dịch kỳ nghỉ hồng là mục tiêu của đoàn khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ trong triển khai thực hiện chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2024. Chiến dịch diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2024, trong đó cao điểm là tháng 7, gồm 3 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình cán bộ công chức viên chức trẻ xung kích tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Các hoạt động tập trung tại những địa bàn khó khăn trọng tâm là 4 xã: Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh, Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Trường Xuân, huyện Thới Lai, Tân Thới, huyện Phong Điền. Đoàn khối quy động hơn 1.000 cán bộ công chức viên chức và vận động
hội viên, hội thầy thuốc trẻ, các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện cấp cơ sở tham gia chiến dịch. Sau gần 3 tháng dừng bay, Pacific Airlines dự kiến sẽ cất cánh trở lại từ ngày 26 tháng 6 với một tàu bay thuê lại của công ty mẹ là Vietnam Airlines. Cụ thể, hãng bay này dự kiến sân bay thương mại trở lại từ thứ Tư tuần sau, tức ngày 26 tháng 6 với một tàu bay A321 thuê khô từ Vietnam Airlines. Trước mắt, Pacific Airlines có thể khai thác các đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Vinh, Huế với tần suất 8 chuyến mỗi ngày. Với một số ngày cao điểm, hãng sẽ chủ động tăng thêm các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Thanh Hóa, Chu Lai, Tuy Hòa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Doanh nghiệp này dự kiến thực hiện gần 1.000 chuyến bay giai đoạn 20 tháng 6 đến 26 tháng 10. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, địa phương vừa phê duyệt quyết định thành lập khu bảo tồn biển có tổng diện tích 27.000 ha với phạm vi vùng biển xung quanh các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, việc thành lập khu bảo tồn nhằm bảo vệ và bảo tồn nguồn loại thủy sản, các loài sinh vật biển, loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, loài có giá trị kinh tế và khoa học sống trong khu bảo tồn, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học biển gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững, cải thiện sinh kế của cộng đồng ngư dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế biển, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học biển. Bên cạnh đó, bảo vệ các loài thủy sản như tôm he, tôm kính, cá chay, cá đục, cá bơn lưỡi bò tại vùng ven biển phía đông Hòn Khoai và phía tây Ngọc Hiển. Chiều tối 20 tháng 6, tại phòng mổ ở khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, lần đầu tiên diễn ra một hành động đẹp, nhân văn rất đặc thù. Các thầy thuốc im lặng cúi đầu tri ân người đàn ông 57 tuổi trước khi bắt đầu thao tác kỹ thuật lấy hai thận để chuyển đi ghép cho hai người bệnh đang chờ sự sống. Theo đó, tối ngày 20 tháng 6, người bệnh 58 tuổi bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng mất các phản xạ, thở máy hoàn toàn. Người bệnh đã được hồi sức tích cực nhưng không có kỳ tích xảy ra. Khi có kết quả cuối cùng sau 3 lần đánh giá của Hội đồng chẩn đoán chết não, bệnh viện đã tư vấn về hiến tạng để cứu được nhiều người và nhận được sự đồng ý của gia đình người bệnh. Sau đó, bệnh viện phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia tìm kiếm những người đủ điều kiện nhận tạng từ người cho này. Sau quá trình rà soát, hai bệnh nhân suy thận tại Bệnh viện Trung ương Huế đã đủ điều kiện để nhận thận ghép và được thực hiện phẫu thuật ngay sau đó. Sáng ngày 21 tháng 6, cả hai người nhận thận ghép đã có nước tiểu. Quý khán giả thân mến, mùa hè là cao điểm của du lịch. Đây cũng là khoảng thời gian mà người dân tranh thủ đưa con em mình đi tham quan vui chơi và giải trí sau một năm học tập. Những địa phương được lựa chọn làm điểm đến là nơi có thắng cảnh đẹp, núi non hùng vĩ hoặc sông nước miệt vườn với những trò chơi thú vị. Tuy nhiên, khi tham gia bất kỳ hoạt động nào cũng cần đảm bảo an toàn để những chuyến du lịch hè được trọn vẹn niềm vui. Cứ đến mùa hè là những điểm du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói chung, huyện Phong Điền nói riêng lại đón và phục vụ một lượng lớn du khách đến tham quan, khám phá và trải nghiệm các hoạt động vui chơi. Trong đó có rất đông du khách là phụ huynh và học sinh chọn các trò chơi dưới nước để giải trí cũng như thỏa thích sự hiếu kỳ của tuổi mới lớn. Nghỉ hè là cô con chọn điểm du lịch trên đây để đi tham quan và chơi những trò chơi thú vị. Hầu như hè năm nào con cũng đi. Dạ, đi này hoặc là đi du lịch. Với gia đình. Nãy giờ là con chơi đu dây với chơi mấy cái máng. Huyện Phong Điền hiện có 65 điểm tham quan du lịch, trong đó có nhiều điểm du lịch có các trò chơi dưới nước. Trước tình hình trên, huyện đã ban hành đề án phát triển du lịch sinh thái an toàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm xây dựng môi trường du lịch an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh. Đối với trung tâm thì cũng tập trung cũng như tuyên truyền các cái khu điểm du lịch, cũng thường xuyên nhắc nhở các cái khu điểm du lịch để đảm bảo cho du khách về an toàn, trong đó là an toàn về các cái dịch vụ trò chơi giải trí, mà đặc biệt là trò chơi dưới nước. Các cái du khách đến đó thì cũng nhắc nhở các cái khu điểm là phải là đảm bảo an toàn, có người là quản lý, có người hướng dẫn, rồi hướng dẫn cho du khách là phục vụ các cái trò chơi, các cái dịch vụ vui chơi giải trí nhằm là đảm bảo an toàn phục vụ cho du khách trong cái mùa hè sắp tới này. Mong rằng quý phụ huynh, đơn vị quản lý nhà nước và các điểm kinh doanh, hoạt động du lịch đề cao tinh thần cảnh giác,
cũng như tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là trẻ em. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè là khoảng thời gian học sinh được nghỉ ngơi, thư giãn, để những ngày hè của các em thật là nhẹ nhàng, vui vẻ và ý nghĩa. Một số trường ở thành phố Cần Thơ đã tổ chức xây dựng các câu lạc bộ mùa hè với nhiều hoạt động bổ ích thu hút nhiều học sinh tham gia. Những hoạt động đó là gì và hiệu quả ra sao? Sau đây mời quý vị cùng theo chân chúng tôi đến trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy diễn ra trong không khí ấm áp vui vẻ. Từng nhóm học sinh lên hát đàn, trình diễn tiết mục văn nghệ yêu thích. Sau phần trình diễn, cô giáo chủ nhiệm câu lạc bộ và học sinh các nhóm khác đóng góp ý kiến. Câu lạc bộ âm nhạc thu hút hơn 40 học sinh có cùng sở thích văn nghệ tham gia. Em sẽ tham gia câu lạc bộ âm nhạc vì ở nơi đó có rất là nhiều người chung sở thích và đam mê với em. Rồi cùng nhau tạo một nhóm nhạc, rồi chọn những bài mà mình yêu thích, cảm thấy hợp với giọng của mình và mọi người xung quanh đó, thì chúng ta sẽ cùng hợp lại với nhau và tập một bài hát đó. Xong rồi tới ngày mà trình diễn đó, thì chúng em sẽ hợp lại và diễn. Cô và các bạn sẽ cùng đóng góp ý kiến để em và các bạn của em sẽ được hoàn thiện bản thân hơn và biết được ưu điểm và nhược điểm của mình ở đâu ạ. Câu lạc bộ âm nhạc là nơi hội tụ các em có năng khiếu hoặc là có ưa thích về âm nhạc. Thì khi tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc thì các em không chỉ tham gia vào hè mà các em còn tạo điều kiện tham gia vào trong năm học. Và khi mà có câu lạc bộ âm nhạc như thế này, có thể tìm kiếm ra được những cái tài năng của các em. Có những em hát rất là hay, hoặc là có những em là hát hay nhưng trình diễn chưa có được tốt cho lắm, thì câu lạc bộ âm nhạc là nơi để giúp đỡ, hỗ trợ cho các em có cái phần trình diễn và luyện hát tốt hơn, để các em có điều kiện tham gia vào các cái sân chơi khác. Câu lạc bộ âm nhạc là một trong các câu lạc bộ sinh hoạt hè được trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa tổ chức thành lập. Hàng năm, cứ vào tháng 5, nhà trường ban hành kế hoạch tổ chức câu lạc bộ sinh hoạt hè. Học sinh muốn tham gia thì đăng ký, lên danh sách để trường căn cứ vào đó thành lập câu lạc bộ. Năm nay, trường có 15 câu lạc bộ gồm âm nhạc, nhiếp ảnh, sắc màu, ẩm thực, handmade, dẫn chương trình, vân vân, với khoảng 600 học sinh các khối lớp tham gia. Các câu lạc bộ tập trung rèn luyện, trau dồi kỹ năng sống cũng như phát triển năng khiếu sở trường của học sinh. Các câu lạc bộ sẽ có những trưởng nhóm để mà quản lý câu lạc bộ của mình. Thì các thầy cô có năng khiếu ở trường sẽ được lựa chọn để trở thành trưởng nhóm của các câu lạc bộ. Thông qua những cái hoạt động của câu lạc bộ sẽ có một cái sân chơi cho các em để mà các em vui vẻ, thoải mái trong dịp hè. Thời gian tổ chức các câu lạc bộ từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7. Mỗi tuần các câu lạc bộ sinh hoạt từ 1 đến 2 lần. Giáo viên tham gia làm chủ nhiệm câu lạc bộ trên nguyên tắc tự nguyện. Trong dịp nghỉ hè, học sinh có nhiều thời gian rảnh, vì thế khi tham gia câu lạc bộ, các em có sân chơi thú vị và bổ ích. Ngoài được thư giãn, vui chơi, cũng như học tập thêm nhiều kiến thức mới lạ không có trên ghế nhà trường, thì các em được chuẩn bị tốt về tâm và thế để tiếp tục học tập trong năm học mới. Quý vị và các bạn thân mến, thưởng trà là một nét văn hóa thể hiện sự gần gũi, mộc mạc và giản dị trong đời sống. Thường thì pha bằng cách truyền thống, để có được một tách trà ngon chúng ta phải trải qua rất nhiều công đoạn cầu kỳ. Và trong chương trình ngày hôm nay, Quốc Vy xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng thưởng thức trà tươi bằng quy trình pha máy hay còn gọi là tipesso để có thể cảm nhận được trà pha máy là như thế nào quý vị nhé. Chào Quốc Vy. Dạ, em chào chị Xuân. Bữa nay rảnh tới đây em thưởng thức trà với bánh ở bên quán chị nè chị. Như em thấy có món mới là trà pha máy đúng không chị? Trà pha máy là như thế nào vậy chị? Để biết nó sẽ khác nhau thế nào, chị mời Vi ra ngoài bàn, hai chị em mình cùng nhâm nhi uống trà nha. Dạ, vậy mình đi thôi. Ok. Đây. Mời Vi, đây là trà pha máy bên chị. Dạ. Đây là trà cam quýt. Trà cam quýt. Đúng rồi. Đây là chị sẽ kết hợp với lại trà xanh lài với lại sinh tố cam quýt.
Và em có thể thấy là đây là những múi cam tươi của bên chị đó. Rất là thơm luôn á chị. Thấy sao thơm đúng không? Dạ đúng rồi, mà lần đầu tiên á là em thấy một ly trà mà có những cái muối quýt như thế này luôn. Mình uống thử nha. Dạ. Thấy vị sao? Cái mùi trà nó thoang thoảng trong miệng, đặc biệt là nó không có chát đó chị. Đúng như em nói đó, là em uống vào á thì cái vị thanh và không bị chát. Thì cái đó là một cái điểm đặc biệt khi mà mình pha bằng máy. Ví dụ như trà pha máy thì cái máy nó sẽ lấy cái áp suất mà của nước nóng á để nó ủ cái trà, và rất là nhanh, là trong vòng khoảng 1 phút là có một cái ly trà rồi. Còn như xong mình pha thông thường thì mình phải sử dụng dụng cụ, rồi mình phải sử dụng nước sôi, mình ủ 7 tới 10 phút. Đúng cũng rồi, khá là mất thời gian. Và thậm chí là nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự ổn định của chất lượng trà, ví dụ như nước nóng, nước lạnh, hoặc là tùy theo cái người pha chế nữa. Nhưng mà quay trở lại thì mình sử dụng trà pha máy thì chất lượng thứ nhất là được ổn định, thứ hai là về cái phần cái vị trà đó thì mình vẫn đảm bảo được vị trà tùy theo gu của mỗi người, ví dụ như đậm hoặc là nhạt, khách có yêu cầu thì mình có thể điều chỉnh được. Trà mình sẽ kết hợp với những loại trái cây gì chị? Trà sẽ kết hợp với những loại trái cây nào cũng được, mà thường là sẽ có cái vị hậu vị chua thì nó sẽ tăng lên cái vị trà, nó sẽ thơm hơn. Vì biết không, ngày nay á thì không chỉ giới trẻ thì tất cả mọi người đều rất là thích một cái món nước nào đó mà tốt cho sức khỏe, và nhâm nhi một cái món bánh nào đó, một cái món ăn nào đó mà để đủ năng lượng cho một cái buổi làm việc nhỏ. Cho nên là mình cũng bắt kịp cái xu hướng đó. Quý vị và các bạn thân mến, trà không chỉ để thưởng thức mà thưởng trà còn đem lại cảm giác rất là nhẹ nhàng và thư thái sau những ngày làm việc vất vả. Nhâm nhi một ly trà Tepresso với vị ngọt thanh kết hợp cùng với những loại bánh ngọt thì sẽ càng làm bừng vị giác của chúng ta hơn nữa. Và với một cái khung cảnh rất là thơ mộng như thế này nữa thì rất là phù hợp cho những buổi họp mặt bạn bè cũng như là gia đình. Em cảm ơn chị Thanh Xuân ngày hôm nay đã cho em có một buổi thưởng trà rất là tuyệt vời như thế này. Cảm ơn Vi đã đến trải nghiệm và thưởng thức tại quán cà phê Aime. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, là hoạt động thường xuyên được toàn xã hội quan tâm thực hiện. Thời gian qua, phong trào này luôn được tuổi trẻ Cần Thơ xem là hoạt động trọng tâm trong các chiến dịch, chương trình tình nguyện. Hơn 30 năm hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho đoàn viên sinh viên đã được Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ triển khai từ đầu năm đến nay. Điểm nhấn là hoạt động thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, gặp gỡ các nhân chứng sống, nghe chia sẻ về những năm tháng hào hùng của dân tộc. Các bạn trẻ thấu hiểu và thêm trân trọng cuộc sống yên bình hôm nay. Khi mà được tham gia các hoạt động về nguồn, các hoạt động truyền thống của đoàn, thì em dần dần cảm nhận được cảm nhận sâu sắc hơn và cảm nhận thực tế hơn về sự hy sinh của ông cha ta ngày xưa thông qua lời kể của những người đi trước. Và từ đó em có thể tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, các hoạt động về công tác xã hội, lan tỏa đến mọi người về các hoạt động về nguồn, các hoạt động truyền thống. Trong các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ngoài triển khai thực hiện công trình phần việc hỗ trợ địa phương, xây dựng nông thôn mới, đoàn thanh niên và hội sinh viên trường tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách. Thông qua các hoạt động tri ân, người có công nhằm giúp cho thế hệ trẻ tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong các phong trào hoạt động của đoàn, đồng hành cùng địa phương xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đoàn trường sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ thì phải nói đây là một cái đơn vị gắn bó với Đồng Thắng. Phải nói là từ năm 2017 để thực hiện các công trình phần việc. Ví dụ như là làm đường giao thông nông thôn, rồi làm công trình đèn chiếu sáng, rồi là phát quang cảnh quan môi trường, rồi thực hiện chính sách an sinh xã hội, là thăm tặng quà cho các cái gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thì đóng góp cho xã hoàn thành các cái tiêu chí nông thôn mới. Rất là vinh hạnh khi được về địa phương để giúp đỡ cho bà con dân sinh. Sự yêu mến của người dân ở đây chính là động lực để tụi em cố gắng làm việc, để cố gắng mà xây dựng đất nước, cống hiến cho đất nước của mình.
Qua các hoạt động thì đoàn trường đã trang bị cho đoàn viên thanh niên tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Từ đó sẽ là cơ sở, là động lực, là nội lực cho đoàn viên thanh niên ra sức phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương đất nước, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động an sinh xã hội gắn liền với công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị. Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, công tác đền ơn đáp nghĩa trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác đoàn và chiến dịch tình nguyện hè, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. Quý khán giả thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.